Xin chào các bạn, mình là Sobit đến từ Desert School. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể sử dụng được cái MIDI controller, cài đặt nó và sử dụng nó như thế nào thì ok. Intro. Ok, ở đây thì mình có một cái giao diện phần mềm FL Studio ở đây. Cái hướng dẫn này thì nó sẽ sử dụng ở trong cái phần mềm FL Studio thôi nhá. Có một cái như thế này, đó chính là khi mà bạn mua một cái MIDI controller về rồi thì cái khâu mà kết nối nó, tức là bạn cắm cái dây USB vào máy tính, và cái đầu kia thì bạn cắm vào cái phím MIDI, thì cái đấy nó quá dễ rồi, mình sẽ không hướng dẫn, được chưa? Mình sẽ không hướng dẫn về cái đấy, mà là sẽ sau khi mà bạn cắm rồi thì bạn sẽ cài đặt, bạn sẽ set up cái MIDI nó như thế nào và bạn sẽ sử dụng cái MIDI đấy như thế nào cho nó đúng. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ. Đó, khi mà bạn đã cắm được cái thiết bị MIDI controller vào máy tính, kết nối với nhau rồi, ok rồi, nó nhận rồi. Đó, thì bây giờ bạn hãy làm cái bước này cho mình. Đó là bạn hãy bấm vào phần option. Đó, và bạn chọn cho mình là MIDI setting. Cái cam nó hơi che sao nhỉ? Rồi, ok. Đó, và bạn hãy chọn cho mình cái là MIDI setting. Ở đây thì bạn hãy nhìn cho mình cái phần input này. Nó sẽ hiện cái tên của cái MIDI controller mà bạn vừa cắm vào, nó sẽ hiện lên. Ở đây mình đang sử dụng cái MIDI controller là SE49. Đó, nó sẽ hiện tên ở đây. Bạn nhìn cho mình cái phần input này này. Đó, quan trọng là cái phần input này này. Đó, nếu như cái trường hợp mà của bạn không có ở đây thì bạn hãy xem là cái thiết bị MIDI controller của bạn nó có cần phải cài driver hay không. Nếu như cần phải cài driver thì bạn hãy search trên mạng cái từ khóa như thế này, đó chính là cái tên thiết bị. Để mình cho cái này to lên. Thiết bị của bạn. Đó, tên thiết bị của bạn, bạn mua bạn phải biết tên của nó là gì, cộng với cả chữ là driver. Đó, nó như thế này. Ở trên Google bạn search cái này về và bạn vào trang chủ của cái hãng làm ra thiết bị này và bạn download cái phần mềm về và bạn cài. Sau khi cài xong thì có thể là bạn sẽ phải khởi động lại máy tính. Và khởi động lại máy tính xong, bạn vào lại phần mềm FL Studio và bạn lại vào cho mình cái phần MIDI. Được chưa? Bạn vào cho mình cái phần MIDI là option về MIDI setting. Đó, thì nó sẽ hiện cái tên ở đây. Còn nếu mà nó cắm mà nó chưa hiện thì xem lại cái dây USB xem nó có hỏng hay không. Đó, thì nó hiện ở đây rồi thì bạn hãy bấm vào đây và kích vào cái nút là enable. Đó, tức là bật. Đó, bạn kích vào đây thì khi mà nó đã hiện lên cho mình một cái hình tròn màu xanh như thế này, tức là cái phím nó đã đang bật rồi, tức là bây giờ bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cái phần mềm này rồi, cái MIDI này rồi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng MIDI nó như thế nào. Thì bây giờ bạn ví dụ ở đây mình sẽ thu một cái đoạn tiếng guitar đi chẳng hạn đi. Đây mình sẽ kiếm một tiếng guitar, Electric Sunburn Melody. Rồi, ở đây mình có một cái phím đàn, mình để hơi xa một chút. Đó. Rồi ok, ở đây mình sẽ chọn lại cái audio để mình đánh để cho bạn có thể nghe thấy. Rồi. Đó, bạn có thể nghe thấy mình tiếng mình đánh. Khi mà mình đây chính là khi mà mình đánh vào cái phím ở trên đàn, mình đang gõ vào cái phím ở trên đàn, nó kêu. Đó. Thì vậy, bây giờ ví dụ như mình có chơi một đoạn như thế này. Đó, mình có chơi một cái đoạn nó như vậy. Vậy thì làm thế nào để có thể thu âm được cái tiếng đàn của mình mà nó theo cái tiếng MIDI? Thì ở đây bạn hãy bấm chuột phải vào cái MIDI này, chuột phải vào cái tiếng này, piano roll này. Đó, xong các bạn hãy kích vào cái phần cái nút thu âm ở trên cùng này này. Đó, kích vào cái nút thu âm ở trên này. Rồi. Và bắt đầu bạn bấm chuột phải vào nó và bạn hãy nhìn cho mình là nó sẽ có hiện cái phần gì. Ở đây automation chính là các cái đường vẽ automation. Thì cái này thôi, giải thích nó hơi lòng ngoằng. Thì bạn hãy chọn cho mình cái phần là phần note.
đây là tính chính là cái thu âm các cái nốt mà bạn đã bấm vào cái MIDI, nó sẽ thu lại audio. Đây chính là cái audio, là cái thu âm giọng nói này. Đó, thì ở đây mình không dùng đến. Mình bình thường nó sẽ tích cả ba cái như thế này, thì mình sẽ tắt đi. Đó, và mình bấm chuột phải và mình chỉ chọn là cái phần nốt thôi. Rồi ok. Đó, bây giờ mình sẽ bấm vào cái phần cái số 321 này để nó đếm nhịp cho chúng ta. Đó, tempo ở đây mình sẽ để chậm chậm thôi, không muốn đánh hơi bị nhanh quá. Rồi, bây giờ mình sẽ play này. Đó, mình bấm cái này nó hiện màu đỏ nhá. Rồi bắt đầu bấm nút cách, nút play này. Đó. Nó sẽ cạch 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 và bắt đầu mình sẽ chơi. Đó, và mình bấm nút cách để mình dừng. Thì bạn có thể nhìn thấy là các cái phím MIDI mình chơi nó đã vẽ lên các cái nốt trên này. Và bây giờ mình muốn nghe lại thì mình sẽ phải tắt cái nút thu âm này đi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ play lại này. Play ở đây, cái nút nghe đây. Hơi chậm thì mình đẩy cái tempo này lên một chút nào. Đó. Đó, rất là hay đúng không? Đó, và mình đã có được một cái đoạn piano rất là hay. Đó, và đây là cái sức mạnh khi mà mình làm gọi là làm nhạc mà sử dụng cái MIDI thay vì mình vẽ bằng chuột. Đó. Thế bây giờ mà mình có được một cái, mình cho một đoạn trống vào. Nó như thế này. Cái đoạn này nó hơi lệch nhịp rồi, thì mình có thể căn cái nhịp lại. Mình sẽ ngồi mình căn lại cho nó chuẩn. Đó, mình căn lại cho nó chuẩn. Mình căn lại cho nó chuẩn. Đó, căn lại cho nó chuẩn. Ok. Đó. Thì có một cái kinh nghiệm ở đây, đấy là bạn thu. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thu được cho nó chuẩn? Thì có một cái ở đây, đó chính là cái chức năng metronome này. Đó, đây là cái chức năng metronome. Tức là nó sẽ cạch 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 cạch, nó sẽ gõ theo nhịp cho chúng ta để chúng ta có thể nghe theo cái nhịp đấy. Đó, bạn có thể nghe cái tiếng cạch 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 của nó nha. Đó. 1 1 1 2 1 đó. Đây là nhịp 4/4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Đó, thì nó sẽ có các cái nhịp như thế để mình đánh cái tiếng guitar vừa nãy cho cái tiếng mình thu âm nó không bị lệch. Như vừa nãy là mình đánh nó hơi bị lệch một chút ở phần cuối. Bây giờ mình sẽ đánh lại nhá. Bấm vào thu âm này, nhớ chọn nốt này. À, ok, bây giờ mình sẽ play này. Đó, rồi ok. Vậy là mình đã dừng xong cái phần thu rồi. Bây giờ mình sẽ play này. Mình tắt cái metronome này đi. Tắt metronome đi. Đó, cái này nó hơi. Rồi ok. Đó, thì mình đã có được một cái pattern guitar rất là real, tức là đánh bằng tay, nó sẽ có cái độ trễ và cái velocity nó thật hơn. Đó, nó rất là hay. Đó, và cái cách sử dụng cái MIDI controller thì nó khá là đơn giản, chứ nó cũng không có gì phức tạp cả, nó chỉ như vậy thôi. Nhưng mà mình mong rằng là cái video này thì sẽ gọi là tạo động lực cho nhiều bạn mua MIDI controller hơn, và có thể là
làm ra những cái bản nhạc nghe nó có màu sắc, nó có cảm xúc hơn. Đó. Ok, đó, và nếu như bạn cảm thấy cái video này nó hay, nó bổ ích cho bạn thì nhớ để lại một chấm ở phần bình luận, like video, và nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Desert School nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các cái bài học tiếp theo, các cái video tiếp theo.